Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đến với một tác phẩm có tựa đề là Oán nghiệt ma gương, là một tác phẩm của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trong những câu chuyện tâm linh kinh dị của cả phương Đông lẫn phương Tây thì những chiếc gương là một thứ gì đó được ví như là cánh cửa thông qua giữa hai thế giới nơi mà người sống có thể gặp được những người thân đã chết của mình. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể êm đẹp như vậy bởi thế giới âm ti đâu chỉ có những chuyện linh hồn thiện lành ngạ quỷ là một trong số đó. Chúng xuất thân từ những vong hồn uổng tử chết vì tai nạn chết đường chết xá hoặc là tự tử mà thành. Tuy chết đi nhưng sau thời gian vất vưởng không được đầu thai, họ khao khát muốn có cuộc sống của mình. Để rồi không từ bất cứ một thủ đoạn nào mà xâm chiếm thể xác của người sống, hoặc là dụ dỗ họ chết thay mình để đầu thai. Cho nên tốt nhất khi chuyển đến một nơi nào mới thì nên bỏ hết những tấm gương ở đó. Hoặc nếu chưa có điều kiện thì cũng nên dùng vải che nó lại bởi đâu ai biết tấm gương đó đã từng chứng kiến những chuyện gì. Kể tới đây thì trên hàng ghế sau của chiếc xe khách rộ lên tiếng cười khúc khích. Coi kìa, ông già này muốn hù dọa bọn mình sợ chết khiếp đi mà. Nhưng mà xin thưa với ông, bọn cháu toàn là những thanh niên xịn thôi, chẳng bao giờ sợ ma quỷ gì cả. Thời buổi này người ta lên tận sao kim sao hỏa hết cả rồi, làm gì còn ma với cỏ nữa. Người vừa đưa ra câu nói có phần cao ngạo này chính là Tuấn, một chàng diễn viên trẻ đang nổi tiếng dạo gần đây bởi những bộ phim hài ở trên mạng anh ta đồng thời cũng là người khởi xướng chuyến đi du lịch đà lạt lần này với đám bạn của mình ngồi kế bên tuấn là nhân người bạn thân thiết và hiện tại đang làm quản lý cho tuấn trái ngược với tính cách sởi lời hòa đồng đến mức cuồng nhiệt của bạn nhân lại có phần trầm tính hơn ngoài ra anh còn cẩn thận tới mức thích ghi chú tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra đối với mình nhiều khi người ta châm chọc nhân là một fan cuồng của việc viết nhật ký. Tiếp đến ở phía đối diện là hai cô gái còn lại trong nhóm. Người đầu tiên tên là Ngọc. Cô này thì khỏi phải nói. Nhàn sắc nếu được chấm điểm 9 thì cũng khó ai có thể vượt qua để nhận con số 10. Chưa hết Ngọc vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành thiết kế thời trang, gia cảnh cũng thuộc hàng tốt. Khỏi phải nói tương lai của cô hết sức sáng lạn và hơn nữa trong giới bạn bè quen biết đang rộ lên tin rằng ngọc và tuấn đang hẹn hò với nhau tất nhiên không ai lên tiếng xác nhận hay là bác bỏ để mặc cho ai muốn đồn gì thì đồn mà nếu có là sự thật đi chăng nữa hai người họ cũng là một cặp trai tài gái sắc người cuối cùng trong nhóm là thương cô này xét trong bốn người thì kém nổi bật nhất ngoại hình thành tích học tập hay là gia cảnh đều ở mức trung bình Thứ duy nhất còn giữ thương được chơi trong nhóm này chính là nhờ Ngọc, bởi hai người lớn lên cùng nhau từ bé. Hỏi kỹ về gia thế của thương thì mới biết được rằng, bố mẹ của cô trước kia là những người giàu có. Nhưng rồi chuyện làm ăn thất bại, cả hai vợ chồng đều nhảy lầu tự tử. Cô sốc to lớn trong quá khứ cũng kéo luôn tương lai của thương đi xuống. Thôi nhắc lại chuyện quá khứ, đám bạn quay trở lại cuộc hành trình của mình trong chuyến đi lần này Tuấn một phần từ trải nghiệm độc lạ, một phần để tránh những chỗ đông người, rồi lượng phần nữ kéo theo xin chụp ảnh phiền phức. Cho nên anh chọn đi chuyến xe đỏ từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Và từ nãy đến giờ trên chuyến xe này, bốn người gặp được một ông già hành nghề coi bói toán. Nghe dự định đi Đà Lạt du lịch của đám bạn, ông dành tặng luôn cho họ một câu chuyện về ma gương. Sau câu nói của Tuấn Ngọc cũng hưởng ứng theo. Tôi nói đúng rồi đấy, giờ còn ma quỷ cái gì nữa? Hay là ông định hù vậy để bán bùa ngài gì đó cho bọn cháu? Cái mánh này ở dưới Sài Gòn nên người ta dùng nhiều lắm, bọn cháu không ngây thơ đâu. Trước câu nói này của Ngọc, ông già chỉ mỉm cười. Tuy nhiên rất dễ để nhận ra đây là một nụ cười gượng gạo. Chắc là Ngọc đã nói đúng, nhưng mà ông cũng rất nhanh chóng đáp lại. Giới trẻ bây giờ thật đúng là coi chờ bằng vung. Tuy đúng là có bán vòng đeo tay phong thủy thật, nhưng mà tôi không bao giờ hù dọa ai để người ta mua cho đâu. Thế tình hình có chút căng thẳng thường cúi xuống, mỉm cười nói với ông. Thôi, bạn của cháu nó không tin thì ông đừng giận, ông bán cho cháu một cái đi. Có cái loại nào giúp giấc ngủ sâu hơn, dạo này cháu hay bị mất ngủ quá. Đấy, anh nói về khiêm tốn dễ thương như thế này. Đây, ta có cái vòng này cho con, nó không những giúp điều hòa giấc ngủ mà tâm trạng cũng được thoải mái hanh thông hơn vừa nói ông lão vừa lấy giỏ sách của mình ra một chiếc vòng đeo tay làm bằng đá thực ra thì trông nó không quá nổi bật bởi cái màu sắc khá tối loại này nếu như dành cho người lớn tuổi đeo thì thợp hơn tuy nhiên thường vẫn gật đầu đón nhận bao nhiêu tiền ạ để cháu gửi cái này ta không lấy tiền lâu lắm mới gặp được một người trẻ có tính khiêm tốn như cháu ta tặng cho đấy nhớ giữ cẩn thận là được trời đất ơi không có quen biết gì cháu đâu mà tặng Thôi cháu không dám nhận đâu Và rồi đưa đẩy thêm một lúc Thương cũng đành phải nhận lấy sợi dây Cô không quên cúi đầu cảm ơn ông lão Trong lúc ấy ông liếc sang ba người còn lại Cái ánh mắt trông có phần khó chịu lắm Tất nhiên là Ngọc không hài lòng Đợi cho Thương quay lại ghế ngồi Cô liền nhanh chóng thủ thì bên tai Này Mày có vấn đề gì về thần kinh không đó Thương Tự nhiên lại đi lấy cái chuỗi này làm gì Tao sợ đem cái này cho bà ngoại Tao còn bị bà ấy đánh cho một trận đấy Có gì đâu Tao thấy đeo nó vào cũng ổn mà Hơn nữa tao tin mấy cái chuyện tâm linh phong thủy lắm Khoa học bây giờ còn có cả một công trình Để nghiên cứu về những hiện tượng siêu nhiên cơ mà Nên mình không thể bác bỏ như vậy Thôi thôi Tao không muốn tranh luận với mày đâu Chúng ta trước mắt hãy tận hưởng một tuần Của chuyến du lịch này đi Nói rồi cô quay mắt về hướng của Tuấn anh Tuấn, cái biệt thự mà mình ở nó tên là gì vậy? Em tra trên bản đồ du lịch không có. Sao mà ra được, cái này vốn không dùng kinh doanh, anh thuê lại của một người bạn trong đoàn làm phim. Căn biệt thự này là của anh ta dừng nghỉ mát trong dịp hè thôi. Ồ, thì ra là vậy. Nhưng mà tên của nó là gì để lát nữa em còn biết mà check-in? Tuấn liền nhíu mày. Để anh nhớ xem nào. À, hình như nó tên là biệt thự xanh sau đó, để lát nữa anh hỏi lại cho. Thế nhưng khi Tuấn vừa mới nói dứt câu, thì ông lão bắn hàng rong lúc này lại tất tả chạy từ phía trên đầu xe xuống. Trông gương mặt của ông ta lúc này hết sức hoảng hốt. Ông nắm lấy tay của Tuấn rồi hỏi dồn: Này cậu nói gì? Cậu cậu biết biệt thự xanh? Đúng thì sao? Tuấn có vẻ hơi khó chịu. Không được, không được ở đó. Mau dọn đi chỗ khác đi. Nó nó bị ma ám đấy. Tất nhiên là Tuấn lúc này không thể kiềm chế được cơn tức giận anh điện quát. Này ông, sao cứ suốt ngày tiêm nhiễm toàn những cái chuyện kinh dị với chúng tôi vậy? Ông có ý đồ gì sao? Không phải đâu. Cậu không tin thì cứ hỏi những người còn lại ở trên xe. Họ cũng đều đã nghe qua được câu chuyện mà ám về căn biệt thự xanh kia rồi. Và rồi có hai ba cánh tay ở những hàng ghế khác dơ lên xác nhận. Ông ấy nói đúng rồi đấy, ở chỗ đó nhiều ma lắm, Người dân Đà Lạt nghe tới cái tên thì đều sợ mất mặt rồi. Ngay đến đây thì Tuấn đưa mắt nhìn ba người bạn của mình, bởi không thể nào những người này lại có thể lừa anh cùng một kịch bản như vậy. Lấy làm tò mò, Tuấn liền gọi điện ngay cho người bạn của mình. Ấy thế mà gọi liền mấy cuộc vẫn không thấy người kia bắt máy. Trong lúc bối rối, một tin nhắn chạy đến, là của người bạn của Tuấn, anh ta bảo mình đang trong một cuộc họp cho nên không thể nghe máy được có chuyện gì thì cứ nhắn tin tất nhiên là tuấn ngay lập tức hỏi chuyện về căn biệt thự xanh kia và rồi ngay lập tức anh nhận được câu giải thích thật ra thì ở đà lạt đúng là có một căn biệt thự ma mang tên là biệt thự xanh nó bị nguyền rùa từ thời pháp cho đến bây giờ còn nơi mà mọi người sắp tới ở đây nó cũng tên là xanh nhưng mà hoàn toàn không có liên quan gì đến chỗ kia cả chưa hết tại lúc trước tôi chưa nghe đến chuyện vì nó, lại đem đi sơn phết một màu xanh ra trời, rồi lấy luôn tên đó đặt. Khi sự đã rồi thì mới nghe được câu chuyện, mà cũng mặc kệ, nhà mình chứ có kinh doanh gì đâu mà sợ mang tiếng. Tuấn đọc dòng tin nhắn này trên cho bản của mình nghe, thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Anh hãy mắt về phía của ông lão kia rồi nói, Sao hả ông già? Ông còn chuyện gì để huyễn hoặc chúng tôi nữa không? tôi tôi không chấp nhận người như cậu. ông lão quay sang phía của thương đưa cho cô thêm một lá bùa màu vàng rồi thủ thì này ta cho con thêm cây này. nếu như thấy thứ gì không sạch sẽ thì cứ lấy nó ra và cầm trong tay. vâng ạ à, ông ông cho con nhiều quá. thương có chút ngại ngùng nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đón nhận lấy cái lá bùa đó. con cảm ơn à. Ông lão liếc nhìn Tuấn một cái, lầm bầm gì đó ở trong miệng rồi bước lên phía trên đầu xe. Chuyến hành trình được tiếp tục, đi chừng hơn 3 giờ đồng hồ thì mọi người cũng đến được bến xe. Tuấn từ trên xe nhảy xuống, vườn vài mấy cái rồi hít lấy hít để không khí ở xung quanh. Đúng là Đà Lạt, chiều cuối ngày rồi mà vẫn còn hết sức trong lành. Nếu mà sau này giàu có, tao nhất định sẽ mua một căn nhà rồi dọn lên đây ở gớm nữa ngọc bĩu môi bước theo sau người như anh mà lại chấp nhận cuộc sống thầm lặng như vậy hả chắc là có cho tiền em cũng chẳng dám tin hai người còn lại thì đúng với sự trầm tĩnh của mình họ lầm lỗi bước xuống xe rồi cẩn thận quan sát xung quanh tuấn đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên tay đồng thời quay sang nói với ba người còn lại gần năm giờ chiều rồi mọi người cũng hơi mệt tôi đưa ra hai sự lựa chọn thế này một là chúng ta sẽ đi mua sắm ăn uống rồi khuya mới về biệt thự để nghỉ còn hai là về thẳng đó rồi ăn uống tạm những thứ mình mang theo dưỡng sức ngày mai đi chơi mọi người thấy như thế nào tất nhiên là qua chuyến đi có phần vừa dài vừa không được êm ái cho nên ba người liền đồng loạt chọn phương án hai tuấn tuy có chút thất vọng nhưng một người vì mọi người cho nên anh đành lắc đầu gọi xe taxi từ bến xe đi thêm hơn một giờ đồng hồ thì mới đến được căn biệt thự xanh nó nằm tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ nơi này không phải là trung tâm nhưng từ chỗ này có thể tùy ý ngắm nhìn cả thành phố ban đêm khỏi phải nói tuấn ưng ý lắm còn ngọc thì thốt lên trời đất ơi đẹp quá đi thế này mà chụp hình lên thì đẹp phải biết thế nào bọn báo mạng nó cũng săn lùng địa điểm này khi mà em chụp hình em áp lên mất Anh Tuấn Anh nhất định phải nói bạn của anh lên giá thật cao đấy Nhân tay sách đống hành lý cẩn thận nói với Ngọc Gớm đứa cô Thôi lo vào trong đi Trời tối như thế này dễ có sương xuống rồi gây cảm lạnh đấy Ngọc thở dài rồi nói Anh Nhân ơi là anh Nhân Anh còn định lấn sân sang làm bác sĩ nữa hả Nghe nói đến đây thì cả đám liền cười ồ cả lên Tuy nhiên cả bốn bắt đầu đối mặt với một chút khó khăn, đó chính là cánh cửa của căn biệt thự. Hơn nửa năm rồi không có ai ở cho nên ổ khóa bị kẹt. Tuấn vừa ngọ ngoài cái chìa vừa cảm giảm. Đúng thật là thời buổi này, ai còn dùng cái loại khóa này nữa. Mày mà không ra thì coi chừng tao đạp đấy. Thật ngạc nhiên và trùng hợp khi mà Tuấn vừa dứt câu, thì cái ổ khóa đã bật tung ra, anh liền nhếch mép cười một cái, có vậy chứ Xem ra mày cũng biết sợ đấy Mọi người vào trong đi Và đến nơi thì Tuấn đưa tay lên bật công tắc điện Ánh sáng từ mấy chiếc đèn lan tỏa ra khắp gian phòng khách Lúc này thì khỏi phải nói Bốn cặp mắt đều đồng loạt há hốc mồm Bởi vì bên trong nội thất của căn biệt thự này Chỉ có thể gói gọn ở một chữ đẳng cấp Từ bộ bàn ghế bằng da mềm mịn cho đến chiếc đồng hồ treo tường bóng loáng có thể nói đám bạn như là đang lạc vào bối cảnh của một bộ phim thời xa xưa vậy. Tuấn liền lầm nhầm. Trời đất ơi, không ngờ anh nghĩ anh lại giàu có như vậy đó. Phen này mình trúng đại gia thật rồi. Thật ra thì mối quan hệ của Tuấn và người đàn ông tên nghĩa này chỉ là ở một bức bình thường mà thôi. Ở đoàn phim họ cũng không hề thân thiết mấy. Bộ phim ấy kết thúc cũng gần một năm cho nên có thể nói hai người nước sông không phạm nước giếng nhưng vào khoảng một tháng trước khi cái kế hoạch đi du lịch của tuấn được anh đăng lên mạng rồi tìm kiếm nơi ở thì nghĩa có vào bình luận từ đó hai người mới nói chuyện với nhau nhiều hơn ban đầu thì nhân sự giới thiệu lên ở căn biệt thự này thì tuấn chỉ nghĩ nó thuộc dạng bình thường mà thôi nhưng hiện tại thì anh ta biết được tầm cỡ của đối phương tuấn dự định sau khi chuyến đi này kết thúc anh ta sẽ làm thân với nghĩa hơn biết đâu nhờ mối quan hệ này mà anh sẽ thăng tiến hơn trong tương lai càng nghĩ thì tuấn lại càng cảm thấy bản thân của mình may mắn này tiếng gọi từ phía chân cầu thang làm cho tuấn giật mình ngắt luôn suy nghĩ vương vấn ở trong đầu người vừa gọi đó là nhân anh ta chỉ tay lên trên rồi hỏi chúng ta ngủ ở trên đấy chứ tất nhiên rồi tôi còn nghe bảo là mỗi người một phòng cứ yên tâm trời thật thế hả Ngọc dít lên một cách đầy hào hứng. Trong đầu thầm tưởng tượng gia cảnh sẽ được ở trong một căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Trong cô và Tuấn giống như là một thế giới hoàn toàn đối lập với hai người còn lại. Mục đích của chuyến đi này của Thương vốn chỉ để tiền đường mua giống hoa Atiso trực tiếp tại vườn rồi về trồng theo nguyện vọng của bà nội cô mà thôi còn nhân thì anh thậm chí chẳng còn mục đích gì cụ thể. Bởi vốn là quản lý của Tuấn cho nên anh đành phải đi theo anh ta trong mọi cuộc hành trình mà thôi. Lên đến tầng 2 của căn biệt thự, nó tổng cộng có đến 5 căn phòng. Trong nhóm chỉ có 4 người thế nên là họ được chọn lựa một cách thoải mái. Ngọc không một chút chần chừ vướng ngay căn phòng có ban công hướng về phía thành phố với cái view như thế này cô cho rằng nó còn đẹp hơn khối khách sạn năm sao mà mình đã từng ở ba người còn lại thì lấy phòng hết sức ngẫu nhiên cuối cùng thì sau khi sắp xếp xong phòng đi theo hướng cầu thang đi lên thì phòng của ngọc và thương nằm ở bên trái còn phòng của tuấn và nhân ở hướng ngược lại chính giữa là một cái hành lang khá nhỏ dẫn thẳng đến căn phòng thứ năm sau khi dọn dẹp sơ qua phòng ốc thì bốn người đã bắt đầu cảm thấy bụng đói cồn cào. Công mày ngoài mà nhân có mua theo khá nhiều mì tôm cùng với xúc xích, bởi nó hơi có chút không phù hợp với nơi sang trọng như thế này, nhưng nó có thể tạm thời chấp nhận được. Ăn xong, sức lực cũng được phục hồi đáng kể, Tuấn liền hào hứng lên đề xuất. Này khỏe chưa hả? Chúng ta bắt taxi rồi đi xuống dưới thành phố chơi đi. Được, được, Ngọc là người đầu tiên hưởng ứng. Tuấn đưa mắt về phía của hai người còn lại. Thường ngay lập tức lắc đầu ngoài ngoài. Miệng vẫn còn chưa nuốt hết được đống mì tôm. Tôi không đi đâu, tôi mỏi lắm. Dán xong chỉ lên tắm rửa rồi ngủ một giấc mà thôi. Tôi cũng vậy, mỏi thì không mỏi. Thế nhưng phải sắp xếp lại lịch hoạt động cho cậu đấy Tuấn à. nghĩ đến hết 7 ngày, bao nhiêu chương trình phải hủy. Chưa thấy ngôi sao nào như cậu cả. Tuấn liền cười trừ rồi nói Kệ nó đi tôi đâu có quan tâm chứ Làm thì lúc nào chả làm được Cái quan trọng là mình phải biết vui chơi hưởng thụ Thôi thế này Tôi và Ngọc sẽ đi dạo Các cậu có muốn ăn uống gì thì chúng tôi mua về cho Thống nhất xong Thì bốn người theo sự sắp xếp mà tiến hành Thường lên đến phòng Cô nằm vật xuống chiếc giường êm ái bên dưới Ánh mắt biểu lộ vẻ thỏa mãn Tuy nhiên nằm được một lúc thì cô bắt đầu phải ngồi dậy để dọn dẹp lại đồ đạc. Không bởi vì cái tính cẩn thận và ngăn nắp của bản thân. Thường được mắt đảo quanh căn phòng một lượt. Nhận ra nó tuy khang trang sạch sẽ nhưng mà không có quá nhiều đồ nội thất. Hay nói đúng hơn là quanh đi quần lại chỉ vòn vẹn đúng một cái tủ đựng quần áo mà thôi. Nhưng nó cũng không khiến cho cô quá bận tâm bởi vì nhìn chung thì cô chúng chỉ ở đây có một tuần Ban ngày thì đi chơi với nhóm bạn Tối về ngủ là xong Thôi không suy nghĩ gì nữa Thường đứng dậy lên treo mấy bộ quần áo vào trong tủ Và rồi cô nhận ra cái tủ này không được áp sát tường Vốn có chút khó chịu với những món đồ không được sắp đặt một cách tối ưu, Cho nên thường nhanh chóng dùng sức đẩy nó vào trong tường ấy thế mà có đẩy ra sao thì cô cũng không thể khiến cho nó sát vách được. lấy làm lạ thương thả chiếc tủ ra rồi đứng sang một bên để ngắm nhìn. Cô gật gù vỗ chán bởi vì lúc này cô nhận ra được đằng sau chiếc tủ này có vật gì đó đang chắn ngang. Không làm thì thôi mà nếu đã làm thì phải làm cho đến cùng. Thường đưa tay kéo vật ở bên trong và khi ánh sáng của ngọn đèn chiếu xuống cô nhận ra thứ mình đang cầm trên tay là một tấm gương lớn. Sao nó lại nằm ở đây? Thương nhíu mày thắc mắc nhưng cô cũng rất nhanh tự tìm được câu trả lời cho mình. Chắc là người chủ nhân của nó không thường xuyên sử dụng căn phòng này. Sợ gương vỡ cho nên cất đà đằng sau tủ. Bởi theo quan điểm của nhiều người thì việc làm vỡ gương mang lại điểm không may mắn cho gia chủ nếu như bình thường thì thương sẽ chẳng quan tâm tới chiếc gương này cho lắm tuy nhiên không hiểu sao trong giờ phút này thương lại đưa tay lật ngửa nó ra chiếc gương khá lớn cho nên cô có thể nhìn thấy hết hình ảnh phản chiếu của mình ở bên trong cô khẽ thở dài một tiếng bởi nhìn làn da không hề có chút láng mịn nào của mình mà không cảm thấy chạnh lòng chưa dừng lại ở đó ngay cả vóc dáng cũng đáng để than phiền Ba vòng của thương tuy không quá thô kịch Nhưng cũng chẳng vòng nào Thực sự ổn cả Ước gì mình có thể xinh đẹp Được như Ngọc Câu nói vừa rồi là trong vô thức Của cô Thút Linh Và tất nhiên đó chỉ là ước mơ mà thôi Bởi thời buổi bây giờ Muốn đẹp thì không phải là không có cách Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ Có khi còn làm được nhiều điều hơn vậy Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại phía một cô gái có tiềm lực kinh tế eo hẹp như thương thì chắc còn lâu cô mới có thể đạt được ước mơ đó. Thôi không nghĩ lùng tùng nữa, cô xoay tấm gương vào trong tường rồi lăn nó vào chỗ ngủ, rồi lăn nó vào chỗ cũ. Xếp hết đồ đạc vào trong chiếc tủ gỗ, thương quay trở về với kế hoạch nghỉ ngơi của mình. Cô nằm xuống giường phun tay chân hết cỡ cho thoải mái. Ở bên dưới nhà văng vẳng lên tiếng nhạc, chắc là nhân đang mở. Những bài hát tình ca của thế hệ trước vô tình lại đúng khu âm nhạc của cô. Cứ như vậy lầm bẩm theo lời của bài hát được một lúc thì thương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nói về hai người Tuấn Ngọc, họ lang thang khắp các địa điểm vui chơi công cộng ở trong thành phố, như là chợ đêm quảng trường. Tới lúc ra khỏi căn biệt thự cả hai nắm tay của nhau, đến lúc này thì có thể chắc chắn mối quan hệ của hai người họ tuy nhiên cũng bởi vì sợ những ánh mắt của người khác vừa mới bước xuống xe tuấn đã vội buông cánh tay của ngọc cô chạnh lòng lắm nhưng cũng không thể vì thế mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người yêu thậm chí là khi trên đường có vài người hâm mộ là nữ giới đã chạy đến ôm trầm lấy tuấn nhưng cô vẫn cứ phải lặng im chịu đựng Lúc quay trở về căn biệt thự thì nhận ra ánh mắt đượm buồn của người yêu. Tuấn mới thỏ thẻ vào tai của người yêu. Em này, anh biết là em buồn đấy. Nhưng mà em phải hiểu cho anh. Trong giai đoạn này sự nghiệp của anh chưa ổn định lắm. Anh sẽ cố gắng. Để một ngày nào đó sẽ được công khai với tất cả về chuyện của hai chúng mình. Tuy bị nói đúng tâm trạng nhưng mà Ngọc vẫn có chút kiêu hãnh riêng của bản thân. Cô nhíu mày hừ lên mấy tiếng anh đó muốn làm gì thì làm em không quản được đâu nếu như anh thực sự thương em thì anh phải biết làm gì mà tuấn liền cười cầu hòa rồi đáp anh biết chứ anh không thương yêu em thì thương ai em yên tâm anh nói được thì sẽ làm được mà coi như là em tin anh đi nhưng mà bố em vẫn giữ nguyên quan điểm bảo anh phải nghỉ đóng phim đi về phụ giúp bố mẹ em ông ấy hứa sẽ cấp vốn để chúng ta làm ăn nếu như chúng ta cưới nhau đấy. Trời đất ơi, có thật không hả? À? Anh cảm ơn bác đã cố ý chiếu cố, nhưng mà anh không thể nào dứt được. Cái nghề nó chọn mình mà em. Hơn nữa em không làm trong lĩnh vực này cho nên không biết được. Một khi đã dính vào rồi thì có chỉ say mê thôi chứ không dứt ra nổi. Nó nghe chừng còn kinh khủng hơn cả thuốc phiện nữa đấy, khó cai lắm. Gớm, đúng là dẻo mỏ mà, không thèm nói với anh nữa. Tuấn tiến sát lại ôm chặt người yêu vào trong lòng rồi thì thầm. Được anh không nói nữa. Tối nay anh làm thôi nhé. Cái anh này đừng quên là còn anh nhân với lại thương nữa đấy. Nhớ hai người họ biết thì sao? Khương mạnh của Tuấn bỗng nhiên nghiêm lại rồi từ tốn nói. À em nhắc thì anh mới nhớ. Xem vẫn còn chơi với con thương kia vậy. Nó vừa quê mùa vừa thô kịch. Em đi chung với nó lộ rõ vẻ kém sang lắm. Nhìn chẳng khác gì một con người ở cả nghe tuấn nhận xét về bản của mình như vậy thì ngọc cũng gật gù xác nhận đúng là nó quê mùa thật em cũng không muốn dính tính nhiều đâu thế nhưng mà từ bé đến giờ hai bọn em chơi cùng với nhau nói chung là có nhiều chuyện bên trong lắm cho nên em không thể nào bỏ nó được thôi thì kệ con gái các em vậy mà tính ra thì chơi chung với một đứa không có nhan sắc cũng tốt mà ít ra thì nó sẽ không thể quyến rũ người yêu của em chứ với người sát gái như anh thì nhiều cô đổ lắm trời đất đôi em nói gì kỳ lạ vậy hả nghĩ anh là loại người đó à anh tuyệt đối nói không với cắm sừng đâu Cậu chuyện trò kéo dài thêm được một lúc nữa thì chiếc taxi cũng dừng lại trước cổng căn biệt thự xanh tuấn tính tiền mở cửa bước ra ngoài căn biệt thự lúc này được thắp sáng bằng khá nhiều những ngọn đèn ở bên trong lẫn bên ngoài tuấn vẫn không quên quay sang nhắc người yêu em này Nhớ lên tắm rửa sạch sẽ cho thơm tho vào đấy tôi anh sang Gớm chết được đêm nay em mệt lắm ngủ sớm đấy Nói rồi Ngọc cong mông chạy ảo vào trong nhà Tuấn không lên phòng vội mà bước tới ngồi xuống bộ ghế sofa ở trong phòng Nhân đang nằm lim dim tận hưởng mấy bài nhạc ở đó Này ngủ rồi à Nghe tiếng của Tuấn gọi nhân mở mắt ra rồi lắc đầu đáp Vẫn chưa đang tỉnh tâm Ui dào ơi lại còn tỉnh tâm cơ đấy Sao? Đã sắp xếp công việc chưa? Tất nhiên rồi. Mà có mấy lịch quay quảng cáo cho sản phẩm hết sức béo bở đấy. Cậu có nghĩ lại không? Chúng ta có thể rút gọn chuyến đi còn 3-4 ngày mà. Không được. Thứ ba tuần tới, tức là thứ sáu trong chuyến đi này, chính là lễ kỷ niệm 3 tháng quen nhau của tôi và Ngọc. Tính tình của cô ấy ra sao thì cậu biết rồi còn gì. Trong giận cô ấy khác nào là tự đá đổ đường lùi của mình. Đường lối. Nhân vẫn chưa hiểu ẩn ý của bạn, Tuấn đưa mắt nhìn một vòng rồi thở dài Giả thế của Ngọc rất vững chắc Tôi dự định là nếu như không còn làm nghề diễn viên được nữa Thì sẽ dựa vào đó để mà đi lên Vậy... Vậy cậu không muốn làm nghề nữa à? Tất nhiên là muốn Tôi chỉ là lo xa thôi cậu yên tâm đi Mục tiêu của tôi vẫn là một ngôi sao hàng đầu cơ mà Nghe đến đây Thúy Nhân gật gù. Cậu làm gì thì tôi cũng tôn trọng ý kiến của cậu Nhưng mà cái quan trọng là phải biết mình đang làm cái gì đó Vâng, thưa ngài quản lý để quyền lực của tôi, ngài cứ yên tâm đi. Tôi không bao giờ quên lời của ngài nói đâu. Chưa kịp cười rứt tiếng thì một tiếng đổ vỡ vang lên, kéo theo đó là một tiếng hét thất thanh. Không mất quá nhiều thời gian để Tuấn có thể nhận ra được đây là tiếng hét của Ngọc. Thế là ngay lập tức anh và nhân chạy vội lên. Lên đến nơi thường cũng bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ kia. Cả bang nhầm thẳng hứng của Ngọc mà bước tới Ngọc ơi Ngọc! Tuấn kết tiếng gọi, nhưng phải mất một lúc sau thì kính cửa phòng vứt được mở ra. Càng đáng nói hơn chính cái bộ dạng hoảng sợ của Ngọc. Sao thế em? Có gì vỡ vậy? Nó! Nó! Ngọc chỉ lắp bắp rồi chỉ tay vào bên trong. Ba người còn lại cũng nhanh chóng bước vào. Vào đến nơi thì họ trông thấy một tấm gương lớn bị ngã xuống sàn và vỡ vụn. Thường có vẻ sừng sốt, bởi cô nhận ra tấm gương này giống hệt với cái trong phòng của mình. Lúc này Ngọc mới hoàn hồn rồi lại lắp bắp. Lúc vào phòng này em thấy tấm gương được dựng ở đằng sau tủ quần áo. đang loài hoài tìm chỗ treo nó lên thì nó đổ xuống vỡ nát em sợ quá. Hình như là chân em có dẫm phải mạnh vỡ. Trời đất ơi! Tuấn liền thốt lên vội vàng cúi xuống bế người yêu đặt lên giường. Đâu để anh xem nào. Quả nhiên dưới lòng bàn chân của Ngọc có dính hai ba mảnh vỡ. Tuy nhiên nó khá là nhỏ và cũng không đầm quá sâu. Chỉ là chảy ra một ít máu rơm rớm mà thôi. Trông thích như vậy thì Tuấn phì cười. Cô tiểu thư của tôi ơi, em xem này, có một tí chứ mấy. Nhưng nhưng mà nó đau lắm. Rồi rồi, thôi nằm yên ở đây, để anh và Nhân dọn giúp cho nhé. Nói rồi Tuấn và Nhân cùng sắn tay áo lên là mò nhặt những mảnh gương vỡ còn thương thì cô ấp úng hỏi cái cái gương này đúng là mày tìm thấy sau tủ quần áo không hà ngọc đúng rồi sao thế bên phòng của tao cũng có một chiếc gương giống y hệt như vậy đấy tao cũng thế nhân liền giơ tay xác nhận và chắc chắn có không loại trừ khả năng trong phòng của tuấn cũng có thương liền chép miệng nhà quái gì mà mà lắm gương thế không biết thì bởi vì chủ nhân của nó thích ngắm mình xinh đẹp ở trong gương như tao đi này. Chứ ai như mày không dám soi gương vì mình xấu quá. Tùy vẫn đang đầu nhưng Ngọc vẫn châm trọng được cô bạn của mình. Và cô dường như cũng nhận ra cầu chăm trọng này có phần hơi quá cho nên nhanh chóng chữa cháy. Ờ, à, ta nói đùa đấy, chứ ta cũng ghét gương lắm. Mấy cái nhỏ nhỏ thì còn chấp nhận được, chứ cái lớn như thế này thì chỉ chỉ tổ mệt thân thôi dọn dẹp xong xuôi mọi người ai về phòng nấy riêng tuấn vì lấy cớ chăm sóc bằng bó vết thương cho ngọc cho nên anh ta ở trong phòng của cô và chuyện gì sau đó thì chắc không cần phải đoán cũng có thể biết rời khỏi phòng của ngọc thương tiếp tục giấc ngủ đang giang dở của mình vào đến nơi thì cô vô thức đưa mắt nhìn về chiếc gương đằng sau tủ câu nói của ngọc có vẻ đúng ngay lúc nãy đứng trước tấm gương nhìn vào thôi mà Thương đã cảm thấy không hề tự tin. Cô thả người nằm xuống giường rồi suy nghĩ vẩn vơ thêm một lúc thì bắt đầu gục ngủ. Quay trở lại với cặp tình nhân, lúc này hai cơ thể trần chuồng đang quấn lấy nhau, tuấn liền thỏ thẻ bên tai của người yêu. Hôm nay em đẹp lắm. Ngọc liền phản bác lại, thì bình thường em không đẹp à? Thật như là có rồi, em không đẹp thì ai đẹp chứ, chỉ là hôm nay anh mê em quá. Vừa nói Tuấn vừa hôn lấy lên bầu ngực căng mỏng của người yêu. Ngọc thì cười tít mắt trong cơn hoàn lạc. Nhưng rồi bỗng chốc cô giật mình, vội vàng đẩy Tuấn ra khỏi người rồi thốt lên. Anh ơi anh, chuyện gì vậy? Hình, hình như là ở ngoài ban công có người đó. Ngay lập tức Tuấn quay ngoắt sang hướng ban công kia, nhưng mà tuyệt nhiên anh không hề nhìn thấy có ai ở đó. À, làm gì có ai em nhìn nhầm à? Không mà em không nhầm đâu, Rõ ràng có một bóng người đứng ở cửa sổ nhìn giường của mình mà. Tất nhiên là Tuấn không hề thích ai có miêu tả giống như Ngọc. Nhưng anh cũng đề phòng trường hợp kẻ gian đột nhập rồi trốn ở đâu đó cho nên nhanh chóng bước xuống giường tiến đến ban công. Anh mở cánh cửa kính rồi từng bước chậm chạp quan sát xung quanh cả ở dưới sân. Sự cẩn trọng của Tuấn nhanh chóng qua đi bởi anh không thích được bất cứ một bóng người nào tuy khu vực này khá rộng nhưng nó lại không hề có cây cối um tùm đèn đóm thì sáng trưng lên hết chẳng có một kẻ lạ mặt nào ngu ngốc tới mức chọn nơi này để nấp cả anh quay lưng trở vào trong đồng thời cũng nở một nụ cười châm chọc đối phương em đúng là làm gì có ai chứ hay là em định đánh trống làng để khỏi phục vụ anh không em nói thật mà tuấn nằm xuống toan bắt đầu trở lại cuộc vui của mình tuy nhiên ngọc lần này ngăn anh lại thôi em em mất hướng rồi cũng phải thôi bởi không cần biết vừa rồi có đúng là có người hay không nhưng mà ngọc cũng cảm thấy không được an toàn cho lắm người khó chịu ở đây chỉ có tuấn mà thôi anh cười khổ một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh người yêu thôi em không muốn thì thôi chúng ta đi ngủ nhưng có lẽ như tuấn không hề hay biết được rằng trong lúc mà hai người đang lim dim chìm vào trong giấc ngủ, thì có một cặp mắt ở bên ngoài ban công đang nhìn chầm chầm về phía cổ họ. Và tất nhiên cặp mắt này không hề thân thiện một chút nào. Sáng hôm sau cả bốn người thức dậy khá muộn, trải qua một đêm nghỉ ngơi, thì bây giờ họ đang ngập tràn sinh lực để chuẩn bị khám phá những địa điểm nổi tiếng của thành phố ngàn hoa này. Nhân như thường lệ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng bằng mì tôm Tuy nhiên Tuấn nhanh chóng cản lại Thôi thôi cậu dẹp cái thứ đó hộ tôi đi Giờ chúng ta không ăn mấy cái thứ này nữa Phải xuống phố ăn đặc sản Đúng rồi đấy Ngọc hưởng ứng Đi du lịch chứ không phải là đi hành xác đâu Anh nhân anh đúng thật là chu đáo Nhưng ở đây không cần thiết rồi có chút hổ thẫn nhưng nhân cũng đành lắc đầu vì cười thuận theo ý của bạn về phía của thương cô đang lầm nhầm viết lách tính toán gì đó ngọc bước đến gần nhận ra bạn mình đang tính toán chi phí của chuyến đi này thế vậy cô cúi xuống thủ thủy trời đất thương ơi là thương ai bảo mày tính cái này không phải trước khi đi ta đã nói là ta lo rồi sao mày chỉ việc bỏ tiền ra mua sắm những gì mình cần thôi nghe chưa vừa nói ngọc vừa đưa tay giật lấy mảnh giấy kia rồi nhét vào trong túi áo khoác của mình cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc bởi xe taxi đã đến bốn người chính thức bắt đầu chuyến du lịch của mình tuy mới chỉ là ngày thứ hai trong cuộc hành trình mà thôi nhưng mà tuấn đã thể hiện độ chịu chơi của mình khi trụ cấp toàn bộ những hoạt động ăn chơi cho cả nhóm chưa dừng lại ở đó anh còn định sẽ thuê một chiếc xe hơi để tiền cho quá trình di chuyển của mọi người mà không cần phải phụ thuộc vào taxi nữa nói là làm ngay chiều ngày hôm ấy Tuấn thuê một chiếc Mercedes sang trọng rồi bấm còi vang cả góc đường. Ngầm tất nhiên là lấy làm hãnh diện về người yêu của mình lắm. Cô thầm nhủ nếu như mình mà có thể công khai với Tuấn, chắc hẳn đám bạn của cô sẽ ganh tị đến chết mà thôi. Đêm nay mọi người đi vũ trường đến tận hơn 12 giờ. Trông người nào người nấy lúc này cũng đều mệt mỏi. Tuy nhiên nụ cười trên mặt của họ không thể tắt nổi tấn lại tiếp tục thủ thủy bên tai của người yêu ngọc này em có vui không tất nhiên là vui rồi em cảm ơn anh lần đầu tiên trong cuộc đời của em mới có một đêm vui như vậy có gì đâu em vui là được mà nhưng mà nếu vui thì đêm nay phải thưởng cho anh đấy nhé thôi để hôm khác được không em mệt lắm em lại thế rồi Tuấn biểu lộ vẻ mặt thất vọng trông anh ta bây giờ không khác gì một đứa trẻ con đang đòi quà. ngọc liền thủ thủy Thôi được rồi em sẽ cho Nhưng mà một tí thôi đấy nhá Không làm hùng hục cả đêm đâu Khỏi phải nói Tuấn thay đổi trạng thái 180 độ Anh ta nở một nụ cười để nhằm nhở Trong đầu thầm nghĩ Em nghĩ đêm nay có thể thoát khỏi anh sao Anh sẽ cho em phải khóc thét Vào đến trong phòng Tuấn không chút chần chừ Mà cười phăng quần áo của mình Anh lao đến ôm lấy người yêu ngọc tuy mệt nhưng cô cũng không muốn làm cho tuấn mất hứng thế là cả hai bắt đầu chìm đắm vào cơn hoan lạc nói về thương không được vui sướng như hai người bạn của mình cô ngồi phịch xuống giường đấm bóp đôi chân có một chút trước khi thay quần áo rồi đi ngủ lúc nãy cô uống một chút rượu ở trong vũ trường cho nên bây giờ đầu óc của thương hơi lâng lâng và rồi không hiểu tại sao thương lại nghĩ về chiếc gương đằng sau tủ quần áo chưa ngưng lại ở đó cô đứng lên bước tới kéo nó ra. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu cơ thể của mình ở trong gương, thường nhỏ mắt lại rồi lầm nhầm. Nhìn mình cũng đâu đến nỗi nào chứ, mình cũng đâu đến nỗi. Vậy thì tại sao mình lại không có được hạnh phúc, tại sao chứ? Ông trời sao lại bất công với mình như vậy? Trong lúc kích động thương lờ mờ nhận ra có sự khác biệt, đó chính là hình ảnh bên trong chiếc gương không còn phản chiếu cô nữa hay nói rõ ràng hơn thì người trong gương tuy là giống thương nhưng ở bên ngoài này cô không hề nhoèn miệng cười như nó khỏi vậy nói thường sợ hãi giật lùi cô ngã phịch xuống giường ấy vậy mà người trong gương vẫn đứng chân chối cái cái gì thế này thường lắp bắp đằng lúc không biết phải làm như thế nào thì cô lại một lần nữa nghe thấy những tiếng thì thầm ở bên tai thương đẹp lắm tôi 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 đẹp ư tất nhiên rồi thương đẹp lắm đẹp hơn tất cả những người ngoài kia. Thương hiểu không? Đúng, đúng. Tôi đẹp, tôi đẹp, tôi đâu thu kém họ. Hãy tận hưởng về đẹp của mình và chừng trị bất cứ kẻ nào không công nhận nó. Tiếng cười nói đến đây là chấm dứt, thường cũng như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Thứ cô nhìn đầu tiên chính là hình ảnh của mình ở trong gương. Nhưng lúc này có vẻ như mọi thứ đã trở về như cũ, Thường lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi thầm thì Mày bị gì vậy hả thương mày điên rồi à Bởi cô cho rằng tất cả những gì vừa diễn ra Chỉ là ảo giác của việc uống rượu mà thôi Cô liền lầm nhầm Nhất định từ nay về sau Mình không được động vào bất cứ giọt rượu nào nữa Cống không còn sớm cho nên thương nhanh chóng nằm xuống giường, từ từ chìm vào trong giấc ngủ của mình. Thế nhưng cô không biết được rằng trong gương lúc này là một thương khác đang đứng nhìn chằm chằm vào gương đáng sợ hơn gương mặt của thương lúc này thấm đẫm máu với hai con mắt trắng xóa không thiết trọng đen đến tận trưa ngày hôm sau thì mới có người đầu tiên trong nhóm bạn thức giấc đó chính là nhân anh vườn cái bờ vai để mệt mỏi của mình rồi lững thững bước ra khỏi phòng đi trên hành lang nhân nhận ra toàn bộ ba người còn lại đều vẫn còn chưa thức giấc Thoáng khẽ phút vì cười vì sự yếu đuối này, anh đưa chân đi xuống dưới nhà. Vẫn như thường lệ nhân nghĩ ngay đến đống bì tôm mang theo của mình. Tuy nhiên anh cũng không muốn bị Tuấn châm chọc thêm nữa, cho nên đành gác chúng lại chờ đợi. Chắc lát nữa Tuấn và mọi người thức giấc thì sẽ chạy xuống thành phố đánh chén như ngày hôm qua. Ngồi trong phòng hoài cũng chán, nhân chợt nảy ra một ý dạo vòng xung quanh căn biệt thự này tuy không có quá nhiều hoa trái nhưng không khí ở bên ngoài chắc cũng không quá gò bó như trong này nghĩ là làm anh nhanh chóng đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài thế nhưng ngay lập tức nhìn đứng khựng lại bởi vì anh nhận ra ở trước cửa nhà đang được đặt một cái vòng hoa tang cái gì thế này nhận đáp ứng như là không tin vào mắt của mình chưa hết anh còn trông thấy một phong thư gắn trong vòng hoa kỳ nữa không một chút chần chừ nhân đưa tay lấy lá thư rồi mở ra đọc. Bên trong chỉ có vòn vẹn mấy chữ mà thôi, nhưng khiến cho hai mắt của nhân trợn trừng lên kinh hãi. Quá giờ ăn cơm trưa, tuy nhiên Tuấn và ba người bạn của mình vẫn đang ngồi thường người trong phòng khách. Cái vòng hoa tang cùng với lá thư kia được đặt trên bàn. Sự im lặng đã bao trùm lên tất cả. Và rồi như không chịu đựng nổi Tuấn liền gắt lên. Mẹ kiếp, Suốt cuộc đứa nào lại gửi cái này thế hả? À? Để trực khăm người khác à? Lúc này đây mới nhìn rõ trong lá thư, nó dán một tấm ảnh cá nhân của Tuấn. Nhưng đáng nói toàn bộ khuôn mặt của anh được khoanh lại bằng mực đỏ, rồi ghi vòn vẹn một dòng chữ. Kính viếng hương hồn diễn viên Thanh Tuấn. Cái này chẳng khác nào là chủ cho anh chết cả. Ở phía đối diện Ngọc và Thương cũng lo lắng thấy rõ. Hồi này hết ngập từng đọc những chuyện khác kinh khủng về những thành phần quấy rối như vậy. Hơn nữa bọn họ lại đang ở một nơi xa lạ, nhớ có chuyện gì thì sao? Tuấn này, cậu đi kiểm tra thử căn biệt thự này có máy quay không? Biết đâu sẽ tìm ra được hình ảnh về người gửi. Không, ở đây không có máy quay. Bởi tôi rất sợ sự không an toàn từ những đoạn phim trong máy quay ấy. Ngồi nhớ những hoạt động thường ngày của mình bị lọt ra ngoài, cho nên mới cố tình dặn ăn nghĩa cho người tháo hết toàn bộ máy quay. À, à đúng rồi Ngọc liền thốt lớn Cô hướng ánh mắt kinh hãi nhìn sang Tuấn Anh Tuấn Hay là có khi nào uh, cái người lần trước ở ban công Không đâu Làm gì có ai ngoài đó là em nhìn nhầm thôi Đừng gọp chung vào chuyện này rồi sợ nữa Anh nghĩ chúng ta đang ở trong nhà Thì hết sức an toàn Kẻ kia không đột nhập vào được Chứ nếu không hắn ta đâu phải để mấy cái thứ này ở bên ngoài cửa Thấy suy luận của Tuấn Cũng có vẻ đúng cho nên Ngọc không nói gì thêm Đồng thời cũng tránh để cho Thương và Nhân biết hai người ngủ chung với nhau. Thường có vẻ như là bình tĩnh nhất trong nhóm. Cũng phải thôi bởi cô đâu nằm trong hoàn cảnh như Tuấn. Cô Thủ Thủy nêu lên ý kiến của mình. Này, tôi nghĩ chắc chỉ là hành động của những thành phần quá hâm mộ quá khích thôi. Nếu Tuấn cảm thấy không yên tâm thì có thể báo công an. Hoặc tệ hơn là ngừng chuyến đi này ngay cũng được. Không. Cả Tuấn và Ngọc cùng đồng thanh nói. Không thể hủy được. Đến nước này Ngọc cũng không thể giấu giếm thêm Cô liền thẳng thừng nói "Tại vì anh Tuấn định thứ ba đây sẽ tổ chức kỷ niệm ba tháng yêu nhau Mày đừng có mà nói vào để làm nghiêm trọng vấn đề Hủy là hủy thế nào chứ Người như mày thì làm gì có người yêu mà biết quan tâm hay là làm lễ kỷ niệm Ngọc vừa nói xong thì Tuấn nhanh chóng nháy mắt chấn chỉnh cô bạn gái của mình Nhưng có vẻ như lần này sự quá đáng của cô không kiềm chế lại được Cô quay ngoắt về phía bạn của mình nhìn thẳng vào mắt của Thương. Sao hả? À? Ta nói có đúng không? Thương cũng chẳng chịu nổi sự đả kích nữa. Hai mắt của cô vội đỏ hoe, vội vàng chạy lên phòng của mình. Ngọc toan định nói gì thêm nhưng mà cũng mày Tuấn và Nhân đưa tay cản cô lại. Lên đến phòng Thương ngồi phịch xuống giường bưng mặt khóc nức nở. Và rồi trong tiếng khóc của mình, Thương còn nhận ra có tiếng cười của ai đó khẽ khẽ vang lên. Ngay lập tức cô ngước mắt lên, lại là hình ảnh của bản thân ở trong gương. Tuy nhiên thương kia đang nở một nụ cười đầy âm hiểm, chứ không hề nước mắt ngắn dài như cô. Sao cô lại khóc? Có biết là nhu nhược yếu hèn lắm không? Thường nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên từ trong gương. Trông cả hai lúc này giống như hai người độc lập đang đối thoại với nhau, thường lắp bắp nói tôi tôi buồn thì tôi khóc mà kể thế chứ cô là ai tại sao lại trông giống tôi thế này tôi là ai ư ừ. tôi chính là cô mà cô chính là tôi còn nhớ những gì tôi nói vào đêm qua không cô không hề xấu chỉ có những kẻ xung quanh cô mới xấu nên nhớ chúng ta biệt thị cô như thế nào cô nghĩ xem mình có nên than cho bọn chúng hay không thương lầm nhầm gì đó trong miệng cặp mắt của cô lúc này lộ rõ vẻ vô hồn Người trong gương ngồi xuống nhìn chầm chầm vào mắt của thương. Cô không được yếu đuối nữa, không được mềm lòng. Cô phải cho chúng thấy mình đẹp như thế nào. Hoặc nếu không được thì phải hủy hoại luôn dung nhằn của chúng có hiểu không? Chúng không hề xứng đáng có được cái sắc đẹp đó. Đúng, đúng, nó không hề xứng đáng. Giỏi lắm, bây giờ thì mạnh mẽ lên. Cậu sẽ đến lúc cô được tận tay đòi lại giá trị của bản thân rồi. Khi nào... Sắp rồi, sắp rồi. Ngay đến đây thì thương cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ. Phải mất một lúc thì cơn chóng váng mới ngừng lại. Và tất nhiên là cô nhận ra cái người giống mình ở trong gương kia đã biến mất theo cơn chóng ấy. Cô đưa tay lau lau hai hàng nước mắt trên mặt của mình rồi đứng dậy lọ mọ bước xuống dưới nhà. Chồng thấy cô mọi người đều ngước nhìn Ngọc vừa rồi cũng được hai người còn lại khuyên nhủ, cho nên cô ít nhiều cũng bình tĩnh lại. Ngọc đứng lên thủ thì nói, Thương này, tao xin lỗi, tao không cố ý nói những lời ấy đâu. Chỉ là lúc đó tao không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Mày thông cảm cho tao. Không có gì đâu, tao thích bình thường mà. Chúng ta chơi với nhau bao năm, cãi nhau đâu cũng ít. Không sao cả, chuyện quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ đã gửi vòng hoa. Nghe đến đây thì Ngọc thở phào nhẹ nhõm, không khí trong phòng cũng được giãn ra đôi chút. Tuấn đứng lên thẳng chân đã một nhát vào vòng hoa rồi nói. Kệ nó đi, bọn em đã dâu tay mình không chấp. Hơn nữa chắc nó không làm gì được anh cho nên mới dùng cái kế tiểu nhân này để làm cho mình hoang mang không có gì cả. Nói xong thì anh đã thêm mấy cái nữa rồi ném thẳng nó vào trong thùng rác. Thôi nào, đừng có ủ rũ nữa, Hôm nay mới chưa được một nửa chặng đường đâu, chúng ta phải vui lên ăn chơi cái đã. Vừa nói Tấn vừa đưa tay kéo mọi người bước ra ngoài. Bốn người lại leo lên xe bắt đầu xuống thành phố. Khác với ngày hôm qua lần này cả nhóm quyết định ghé thăm những địa điểm để chụp hình. Đi cả buổi người có nhiều hình nhất chắc chắn là Ngọc. Cô ngồi lên xe vừa xem lại hình vừa cười khúc khích một cách đầy mãn nguyện. Điểm này cả nhóm quyết định về nhà sớm hơn bởi chuyện lúc sáng cũng phần nào làm cho họ hơi có chút e rẻ. Về đến nơi thì nhân vẫn như thường lệ đắm chìm vào những bài hát cũ êm dịu của mình. Thậm chí Tuấn còn châm trọng rằng trông anh ta cứ như một ông già vậy. Thôi không làm phiền nhân nữa, anh cùng Ngọc cùng với Thương lên trên lầu để chuẩn bị ngủ. Và trong phòng Tuấn thả người nằm xuống bên Ngọc rồi thủ thị. Hôm nay chúng ta chỉ tham quan nhẹ nhàng Em chắc cũng không mệt chứ Cái đồ quỷ sứ này Ngọc vừa nói vừa ngắt nhẹ vào mũi của người yêu Bởi cô thừa hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của anh Và tất nhiên là Ngọc cũng rất sẵn lòng Được hòa vào cái thân thể ấm áp của anh ta Điểm này có vẻ những tiếng xin gì của Ngọc lớn hơn bình thường Bởi lúc sáng cô đã cười bỏ được tâm lý nặng nề ở trong đầu Bây giờ cả nhân cũng như thương Hai người họ đều biết về mối quan hệ giữa cô và Tuấn. Vậy thì còn gì phải ngại ngùng nữa. Và người hưởng lợi cho sự thoải mái này chính là Tuấn. Lần đầu tiên anh trông thấy cô thoải mái như vậy. Sau mấy hiệp liền cả hai ôm ghi lít nhau rồi say sưa đi ngủ. Cùng lúc ấy trong căn phòng của Thương thì mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Bởi cô lại một lần nữa gặp được bản ngã của mình ở trong gương lần này thương kia hiện nguyên hình với một chiếc gương mặt đầy máu me loang lổ cô liền cất tiếng gọi cô bị làm sao vậy tôi bị trả giá đấy trả giá đúng tôi phải trả giá bởi quá tin người tôi tưởng đâu người ta yêu thương tôi thật lòng nhưng mà không họ lừa cả đấy họ lừa tôi rồi tất nhiên là nghe những lời này thương chẳng hiểu gì cả cô tiếp tục này thì chuyện này liên quan gì đến tôi một chàng cười vang lên tại sao lại không liên quan cô chính là tôi mà tôi chính là cô nhìn đi có thấy những vết thương này không thường nhỏ mắt nhìn kỹ hơn vào tấm gương đúng là trên mặt của người kia đang có những vết rạch khá sâu và số máu là lề kia cũng từ đó mà ra thường có chút sợ hãi cô đưa tay lên chạm vào mặt của mình tuy nhiên nó vẫn hết sức bình thường và không hề có vết thương nào cả đây chính là kết cục của cô Nếu như cô không mau chóng chừng trị những kẻ khinh thường mình Tôi ư tôi, tôi phải làm gì Đây không phải là câu mà cô nên hỏi Cô phải hỏi là khi nào Thì cô mới được thẳng tay chừng trị chúng Thì suốt cuộc là khi nào Sắp rồi Sắp rồi Lại thêm một lần nữa Nó đến đây thì thân hình máu me kia biến mất Thường thở dài từng hơi tuy nhiên đầu óc của cô lúc này đã mụ mị đi trong miệng cô cứ lẩm nhẩm mình phải trả thù mình phải trả thù ở dưới nhà tiếng nhạc vẫn cứ vang lên đều đặn êm dịu lắm tám giờ sáng tiếng chuồng báo thức của tuấn réo vang anh sực nhớ ra mình đã đặt cái chuông thông báo này bởi sáng ngày hôm nay anh và ngọc có một cuộc hẹn để thử đồ tuy chỉ là một buổi kỷ niệm ngày yêu nhau nhưng Tuấn muốn dành tặng cho bạn gái của mình một bộ trang phục được may đo riêng. Khỏi phải nói Ngọc hạnh phúc lắm với ý định này, và tất nhiên cô không thể ngủ nướng như mọi ngày. Ngọc bật dậy ôm tràng Lý Tuấn thủ thỉ. Người yêu của em, giờ anh đưa em đi đâu vậy? Đi chọn váy cưới đấy. Câu nói vừa rồi của Tuấn chỉ là câu nói đùa mà thôi, nhưng nó thậm chí đã làm cho Ngọc vui sướng tột độ. Cô thầm nghĩ không biết đến lúc mà anh ta thực sự cầu hôn thì cô sẽ như thế nào. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai quyết định lén đi riêng bởi tuy nhân và thương đã biết về mối quan hệ này. Nhưng nếu trong đêm đặc biệt ấy không khiến cho hai người họ có chút bất ngờ thì đúng là quá nhảm chán. Xuống dưới nhà nhân trông thấy họ liền hỏi ngay. Này, sáng nay cầu định để chúng tôi đi ăn của ngon vật lạ gì vậy? Tuấn liền lắc đầu nói E rằng ông phải làm bạn vì đống mì tôm rồi Ngọc có tí việc riêng cho nên là tôi đưa cô ấy xuống thành phố Nhưng mà tầm chưa sắp quay về Lúc ấy chúng ta sẽ đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng Nhân liền ổ lên Nghe cũng hấp dẫn đấy Thôi đi nhanh đi Tôi không ăn mì tôm đâu để dành bụng đợi cả hai về đấy. Tuấn cười giòn tan nhanh chóng nắm tay của Ngọc rồi bước ra ngoài. Quay trở lại vết thương, cô lúc này vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ trên giường, tuy nhiên đây không phải là một giấc ngủ bình yên, bởi thương liên tục nhíu mày lầm bầm gì đó ở trong miệng, như thể đang cố gắng tránh né một điều gì đó đáng sợ. thương ơi, tiếng gọi từ bên ngoài cánh cửa như là một hồi chuông làm cho thương thức tỉnh dậy, cô liền mở chừng chừng mắt lên rồi đáp: ai đó? tôi tôi nhân đây, à, à có chuyện gì vậy? Cô không có gì đâu, sáng nay Tuấn Phi Ngọc đi ăn riêng rồi, đến trưa mới về nhà, cô có muốn ăn sáng bằng mì không, để tôi làm cho, còn không thì chúng ta bắt taxi từ xuống thành phố. Không cần đâu, em cảm ơn nhé, nhưng mà em không có đói, hiện giờ chỉ muốn ngủ một chút thôi. Vâng, thế thế tôi không làm phiền cô, tôi đi đây. Nói xong thì tiếng bước chân của nhân từ từ nhỏ dần về hướng cầu thang. Thường nhăn mặt ra vẻ đau đớn lắm lúc này cô mới nhận ra toàn thân của mình nhức mỏi không có một chút sức lực nào cả thậm chí chỉ cần giơ tay lên cao quá ngực thì nó cũng đau như thể sắp rơi cánh tay ra đến nơi vậy bất lực thương nằm vật ra ngoài giường thở hồng hộc từng hơi nặng nhọc miệng lẩm nhẩm mình đang bị gì thế này tuy nhiên nằm một lúc thì cơn đau cũng nhanh chóng trôi qua lúc cảm thấy khá hơn thương mới lọ mọ bước xuống giường lúc này ánh mắt của thương vô tình chạm phải trước gương kia tất nhiên cô cũng chuẩn bị tinh thần để đón chờ cái hình ảnh phản chiếu để kinh dị của mình xuất hiện nhưng thật lạ nó không đến nữa mà người ở trong gương lúc này đúng là cô thường tiến tới gần hơn đưa mắt nhìn từng đường nét trên cơ thể gương mặt của mình mình cũng đẹp đấy chứ thường vừa chép miệng vừa cười ra vẻ mãn nguyện lắm. Đến buổi trưa Tuấn và Ngọc quay trở về trong gương mặt đầy vui tươi rạng rỡ của họ thì cũng đủ biết là buổi thử quần áo đã diễn ra thành công. Tuấn liền vỗ tay lên vai của nhân rồi nói Sao? Đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ chúng ta đi ăn nhà hàng. Ngọc đặt cái túi sách súng bàn quét mắt nhìn xung quanh Ủa thương đâu? Cô ấy vẫn chưa ngủ dậy à? Ờ à, chắc thế. Lúc này anh có gọi nhưng cô ấy bảo là mệt lắm. Ngủ gì mà ngủ lắm thế không biết. Ngọc lầm bầm tiếp đến cô nhằm thẳng hướng lên lầu rồi gọi. Thương ơi thương, dậy đi, ngủ gì mà lắm thế. Dậy đi chúng ta đi ăn. Tôi, tôi dậy rồi mà. Giọng nói của thương ngay lập tức vang lên. Nhưng nó không đến từ trên lầu mà ở phía dàn bếp. Khỏi phải nói Tuấn Ngọc và Nhân quay ngoắt lại. Người bất ngờ nhất chính là Nhân, anh lắp bắp. Này, không không phải là cô ở trên lầu sao làm gì có tôi xuống đây từ nãy giờ mà anh không để ý hả à? không tôi tôi rõ ràng là từ nãy đến giờ nằm trong phòng khách nếu cô muốn đi xuống bếp thì tôi phải nhìn thấy chứ không thể nào ô cái anh này chẳng lẽ là tôi độn thổ từ trên ấy xuống đây thế cuộc nói chuyện có vẻ không hồi kết tuấn liền đưa tay ra ngăn lại thôi 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 thường có bay xuống đây thì nhớ thì cũng mặc kệ cô ấy chuyện quan trọng là bây giờ chúng ta đi ăn đi mau đi thôi tôi đói chết mất Vừa nói anh vừa đưa tay kéo những người còn lại ra ngoài. Dương Nhân anh vẫn thắc mắc ở trong lầm, thậm chí chốc chốc lại đưa mắt nhìn thương một cách trần chối. Bữa trưa ngày hôm nay kết thúc khá muộn bởi đã đi vào nhà hàng năm sau thì ai cũng muốn tận hưởng một cách nhiều nhất những dịch vụ của nó. Gần 3 giờ chiều cả đám quyết định lang thang vài nơi rồi quay về nghỉ ngơi Nói gì thì nói Tuấn vẫn hết sức e dè chuyện kẻ gian ngắm đến mình trong những ngày gần đây. Đúng 8 giờ tối mọi người về đến nơi. Khỏi cần đoán thì vừa mới bước chân xuống xe Tuấn đã vỗ vai của nhân. Này để tôi đoán giờ cậu sẽ nằm trên ghế rồi mở bài hát gì nhé. Cơn mưa băng giá phải không? Đêm qua cứ nghe cậu lặp đi lặp lại cái bài này. Nhân vừa cười vừa lắc đầu, cậu đoán sai rồi. Sao lại sai? Thế thử hỏi xem cậu đã mở bài gì Tôi chẳng mở cái bài gì cả Tự nhiên thích trong người không có khỏe Chắc đi ngủ sớm quá Hay là mai có hẹn với cô gái bản địa nào phải không Tối nay giữ sức đúng không Tuấn nói thích đây thì cười lớn Ngọng vội đưa tay ngắt vào hông của người yêu Chỉ có anh là như thế thôi ờ kìa anh là người đàng hoàng lắm nhé Em đừng có mà đổ oan cho người vô tội Hai người tiếp tục vườn nhau Thường cũng trông mệt mỏi như nhân vậy nhưng nó không nằm ở vấn đề sức khỏe mà đúng hơn là cô sợ sợ tiếp tục phải gặp cái bản sao của mình ở trong gương nhiều lần thương định đem cất tấm gương đi nhưng không hiểu sao cô lại chẳng thể làm được nhìn vào trong cái hình ảnh ấy sợ thì có sợ thật mà ngẫm nghĩ thì cô lại thấy nó đang đúng đêm nay trời sương xuống sớm hơn cho nên nhìn ra bên ngoài ban công là một màu đen đục Tuấn kiểm tra cửa nèo thì kéo rèm lại. Anh tranh thủ thời gian ngập đi tắm mà mở điện thoại lên lướt tin tức. Và rồi như là sự nhớ ra mình cần phải gọi điện hỏi thăm cho người đàn ông tên Nghĩa. Đồng thời cảm ơn anh ta một tiếng. Có như thế thì lần sau mới dễ nói chuyện hơn. Thế nhưng gọi hoài mà anh ta vẫn cứ thuê bào không liên lệ được. Nghĩa chắc Nghĩa đang bận làm gì đó. Cho nên anh chỉ để lại một cái tin nhắn hỏi thăm đơn giản. Ngọc cũng tựa trong nhà tắm bước ra, cho nên Tuấn tất nhiên gác hết mọi sự bận tâm khắc qua một bên. Anh ôm lấy cơ thể mát mẻ nõn nà của người yêu và lòng dịch thủ thì, Em à, từ nay mình tính thế nào? Gớm nữa, người gì mà khỏe như trâu á. Hồi được rồi, em lại chiều anh chứ biết sao chứ. Tuấn cười khúc khích ôm chặt người yêu hơn. Cậu lúc ấy ở bên trong phòng của Thương, khỏi cần đoán thì cũng biết cô đang gặp vấn đề hình ảnh của người kia lại xuất hiện đêm này nó lại càng kinh dị hơn nữa bởi máu không chỉ từ mặt mà còn từ tay chân chiếc áo của nó giống hệt với chiếc áo trắng mà cô đang mặc chỉ khác một điều là nó đang thấm đẫm máu từ mặt thôi sao rồi chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi đấy giờ gì giờ thanh trừng loại bỏ bớt những cái xấu xa khỏi nơi này Thường hít một hơi thật sâu lắc đầu rồi nói Không, tôi không làm gì cả Thế nhưng vừa mới dứt câu thì cổ họng của cô đang nghẹn lại Như thể có thứ gì đó đang bóp lấy vậy Thường sợ lắm cô vùng vẫy định thoát thân Nhưng rồi sự chống cự càng lúc càng yếu đi Thường chỉ kịp theo thào lên mấy tiếng cứu tôi rồi ngất liệm Tiếng đập cửa làm cho Tuấn và Ngọc giật mình anh cất tiếng hỏi Ai đó, Tôi là nhân nên mở cửa mau đi có chuyện gấp Chuyện gì vậy á à? Hình như là thương có chuyện tôi mới nghe cô ấy kêu cứu Sao ạ à? Ngay lập tức Tuấn nhảy xuống giường Anh chỉ kịp mặc vội chiếc quần đùi lên Rồi tất tả chạy ra ngoài Sẽ đến nơi đúng là nhân đứng ở trước cửa Anh ta chỉ về phòng của thương Tôi mới nghe cô ấy kêu cứu không biết sao nữa Đâu để xem nào Tuấn vừa nói Tuấn bước tới Nhưng anh chỉ kịp đi được hai ba bước thì một âm thanh khổ khốc vang lên kèm theo đó là một cơn đau thấu xương sau gách chuyển đến tuấn liền hét lên một tiếng rồi ngất lịm tiếng đồng hồ báo thức kêu vang tuấn lờ mờ tỉnh dậy tuy nhiên đây không phải là tiếng báo thức đánh thức anh dậy mà ngược lại tuấn nhận ra mình đang bị trói nghiến dưới sàn chưa hết đập bên cạnh ngọc cũng chịu chung số phận cái gì thế này ngọn đèn lúc này được bật mở lên Đối diện tuấn nhân đang ngồi chiếm trệ trên giường đưa mắt nhìn chân chối về hai người khỏi phải nói tuấn bất ngờ lắm anh liền thốt lên nhân ông làm gì vậy tự dưng để trói tôi còn ngọc nữa mau thả ra cầm một nhân gắt lên chỉ thẳng vào mặt của tuấn mày đã biết tội của mình chưa tội gì nhân anh bị điên à xem ra mày vẫn còn chối được rồi đây thì cái này là gì vừa nói nhân vừa ném một sấp hình ảnh xuống đất Chồng thấy chúng Tuấn giật mình bởi đây là những cuộc gặp bí mật của anh với những người đạo diễn phim đã từ lâu Tuấn không muốn bị kìm kẹp bởi sự quản lý của nhân nữa và lại nếu để cho anh ta biết về những vài diễn thì sẽ thu hồi 20% cắt si đây cũng là một trong những giao kèo của Tuấn và nhân trước kia khoảng tiền 20% này cũng giống như là thành quả của nhân vì đã đưa cái tin tuổi của Tuấn lên được như ngày hôm nay Sao, mày định qua mặt tao bao nhiêu lần nữa hả Tuấn Tôi không có ý đó, tôi xin lỗi Cứ cậu hãy suy nghĩ lại đi Chúng ta đã biết bao nhiêu tháng thăng trầm cùng nhau Đâu thể nào chỉ vì một chuyện như vậy Mà cậu đối xử với tôi như vậy Không, còn nhiều lắm đấy Mày có nhớ đến cái tên Linh không hả Linh, cô, cô ấy Người tên Linh mà Nhân vừa nhắc đến đây Chính là người yêu cũ của Tuấn đang nói hơn cô này lại chính là em gái ruột của Nhân nhưng mà sau khi có được cả tình lẫn danh vọng, Tuấn bắt đầu đổ đốn, cặp hết người này đến người khác. Kết quả là Linh không chịu được được cho nên là liền tự tử. Sau cú sốc ấy thì Tuấn bồi thường một khoản rất lớn cho người nhà của nhân. Bề ngoài thì mọi thứ có vẻ êm đềm lắm, nhưng Tuấn đâu biết được rằng mối thù này nhân âm thầm nuôi dưỡng suốt bao năm trời. Mày có nhận ra tin nhắn này của ai không? vừa nói nhân vừa chìa cái điện thoại của mình lên chưa mất đến bà giây thì tuấn nhận ra đây chính là tin nhắn hỏi thăm mà anh đã gửi cho nghĩa lúc nãy nhờ vỡ lẽ anh để thốt lên ông chính là ông đúng làm quái gì có cái thằng nghĩa nào tốt vậy nó chỉ là cái thằng nhân để hận thù này mà thôi mày vô tâm tới mức mà không còn nhận ra đây chính là căn biệt thự để em gái của thật tự tử trời đất Tuấn tuy sợ hãi lắm nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần rồi hỏi vặn. Này, ông không nghĩ đến việc trả thù này sẽ hủy hoại tất cả sự nghiệp mà ông đất mà ông và tôi đã gây dựng sao? Ông nghĩ công an sẽ tha chung khi làm hại tôi? Mày cũng thông minh lắm đấy nhưng mà xin thông báo người giết mày chính là thương chứ không phải tao. Cái gì? Sa sao lại có thể? Nhân tiếp tục cười. Mày không biết sao? Em gái của tao tùy chết nhưng linh hồn của nó vẫn còn mang hận thù. Giờ đây chắc nó đang nhập vào xác của con thương xong rồi. Thật ra tao tính để cho hai đứa chúng mày tự giết nhau. Nhưng cái con quỷ cái hậu đậu này nó lại phá vỡ tấm gương tao cố tình đặt trong phòng. Nhưng mà không sao. Cũng mày còn lại thương. Để sáng mai khi mà hai đứa chúng mày chết trong tay của thương thì tao sẽ mở cửa phòng ngủ rồi hét toáng lên như một người vô tội vậy. Nói rồi nhân đứng phát dậy anh mở cửa. Thường lúc này cũng đã đứng ở trước. Ánh mắt của cô nhìn vào anh chân chối. Nhân gật gù chỉ tay vào trong. Em gái, giờ là phút của em rồi đấy. Mau xử nó đi. Thế nhưng nhân không thể ngờ được rằng Thường nhanh như cắt dùng một mảnh gương vỡ đâm thẳng vào bụng của anh ta. Chúng đoàn hiểm lại còn bất ngờ cho nên nhân không thể nào phòng bị được anh ta đồ vật ra sau ôm bụng đau đớn tần dùng cơ hội ấy thương chạy vật trong mở dây chói cho Tuấn trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh cô chìa sợi dây chuỗi trên tay của mình đồng thời cũng dúi cái lát bùa màu vàng vào tay của anh miệng thiều thảo. lần sau làm ơn tin vào chuyện tâm linh đi Tuấn và Ngọc nhanh chóng được giải thoát Ngọc tạm thời chưa tỉnh lại được cho nên Tuấn đặt lên giường tiếp đến anh gọi cho công an đến Gần nửa giờ đồng hồ sau thì tiếng còi hú xe của cảnh sát xuất hiện. Khỏi phải nói ai nấy đều vui mừng. Còn nhân anh ta hò khăn từng tiếng, miệng nở ra một nụ cười. Nhưng mà nụ cười này có phần chua xót lắm. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo